Chào các em, hôm nay chúng ta học về một số những cái đối thoại khi có người đến thăm viếng. Bài này nó là một cái bài để các em áp dụng khi ra thi. Nói thì họ hay kể lại những tình huống đó và cách chào hỏi trong vấn đề tiếp khách như thế nào. Thì các em cũng nên gọi như rằng là học bài này để làm quen với cách nói chuyện khi ra thi về vấn đề nói. Ở đây cũng thuộc về lớp A1 bài số 5, có nghĩa là tương đối là cũng gần gần hết khóa A1 rồi. Trong đó thì về về ngữ pháp grammatic thì chưa đủ, nhưng về về vocab, tức là về các từ vựng ấy, thì các em nên học thêm nữa. Hôm nay á, là chúng ta học về vấn đề là tiếp khách. Trước khi tiếp khách đó, chúng ta nên phân biệt hai chữ Freund và Bruder. Freund tức là bạn, mà Bruder tức là anh em. Thì bên Đức này đó, họ rất buồn cười, họ hay chê bai cái chuyện giữa Freund với Bruder, cái nghĩa, ý nghĩa, cái hàm ý của nó. Ở Việt Nam mình trong hay gọi tất cả các nước kia đều là nước anh em, có nghĩa là Bruder. À, thì bên Đức họ cũng vậy. Thì người Đức á, nói tóm lại người Đức thì rất là gastfreundlich, rất là thích khách. Gastfreundlich, sehr gastfreundlich. Gast tức là một người khách đến thăm, freundlich tức là thân thiện. Cho nên người Đức á, rất là thân thiện với những khách, nhưng thật sự thì lại không không thích mời khách vào nhà. Tức là khách quen, nếu trừ khi nào mà người đó được đặt tên là Freund thì lúc đó mới được vào nhà, chứ không thôi chỉ được đứng ngoài cửa mà thôi, hoặc là đi ngoài đường chỉ chào hỏi thôi. Nguyên do chính đó là bây giờ ở bên Đức xảy ra rất nhiều vụ cướp bóc, và họ giả vờ, họ đóng phòng, họ giả vờ họ bấm chuông mình, rồi xong đó họ mình vừa mở cửa ra cái họ nói là họ xin xin lỗi, họ cứ tưởng là nhà người thổ hay người gì á, thành ra bấm vào hỏi thăm. Nhưng thực sự lúc mình mở cửa ra là họ đã quan sát ở trong nhà này có bao nhiêu người, và sẽ họ tức là mấy đứa đó nó chia làm năm sáu đứa đứng năm sáu góc, và nó biết là trong nhà chỉ có một người thôi. Thì khi người đó vừa mới đóng cửa đi ra chợ là nó đã đập cửa, nó vào nó lấy ăn cắp hết tất cả những vàng bạc, tiền bạc và vàng bạc. Tụi mấy đứa đó nó không ăn cắp những gì khác, nó chỉ đi vào nó biết những cái chỗ nào có cất giấu vàng bạc là nó lấy hết tất cả đó. Là và nó chia ra làm một nhóm, cái nhóm này đó quen biết thì biết ngay, nó nhìn cái dáng điệu, nhìn theo cái khuôn mặt là mình biết là cái nhóm đó thuộc về loại đó. Nhưng mà nhiều người Việt Nam mình chưa chưa có quen, thành ra dễ bị lừa, dễ bị gọi là bao vây. Đó, trường hợp này xảy ra không phải là hiếm ở bên Đức này, cho nên các em cẩn thận khi đi ra ngoài đường, là nên khi khỏi cửa nhà nên khóa cửa lại thật, chứ không phải là có người họ chỉ khép cửa xong họ đi. Cái điều đó đối với mấy dân mà ăn trộm cắp rất là dễ dàng, họ chỉ cần lấy một cái miếng gọi như miếng thiết hay là miếng gì mà nó mềm dẻo, hay miếng nhựa, họ đẩy vào một cái là cửa tuôn ra ngay. Cho nên các em cẩn thận những cái chuyện như vậy, và đừng có nghĩ rằng là để khéo cửa là xong, mà phải khóa chéo lại đàng hoàng rồi đó. Và trước khi đi cũng nhìn nhìn xem bốn phía có ai nghi ngờ nào đứng, nó giả bộ đứng dọn đứng gọi là chờ xe, hay là đứng nói hút thuốc gì đó. Nhưng mà nếu thấy bốn năm đứa đứng là biết rằng là tụi nó đang canh chừng mình đó. Thì bây giờ thì mình nói về vấn đề Freud với lại Bekannter, thì trong phân chúng ta phân biệt là Freud, Bruder với Bekannter nó khác nhau ở chỗ nào. Đó, Fremder nữa, bốn cái chữ này nó phân biệt rất là nhiều. Freunde tức là mời vào nhà, bạn bè mà, thì mời vào nhà uống cà phê ăn bánh ngọt, rồi có thể họ dẫn đi thăm khắp cả nhà. Bruder Schwester thì tức là những người gọi là cùng cha cùng mẹ, hay là cousin cousin tức là anh em họ, thì người ta gọi là blood verwandtschaft, tức là có cùng huyết thống với nhau. Thì cái đó mình không cách nào mình biết chắc nó là Bruder với Schwester, là cousin cousin gì đó, tức là
thì lúc nào cũng cũng là Brut về phải ban sát. Còn bekannter tức là những người mà mình quen biết thôi, hàng xóm hay là mình, hay là trong một buổi nào có người giới thiệu mình, hay mình thấy họ ngoài đường nhiều lần cái mình à, đó là những người mình thấy mình quen biết thôi, đó chính là bekannter thôi. Thì khi gặp bekannter thì mình chỉ hỏi có khỏe hay không, có nghĩa là wie geht es Ihnen, là câu hỏi đó, tại vì họ chỉ là người quen biết vậy thôi, không phải là Freund. Còn Fremder đó, đó là những người lạ. Những người lạ thì người Đức họ rất là lịch sự, khi ngoài đường mà gặp người lạ mà họ cảm thấy thân thiện đó, thì họ hay kêu guten tag và sau đó họ bước đi cho họ không có đứng lại nói chuyện thế nào cả. Thì các em, cái câu nói guten tag là cái câu nói gọi là rất là thường xuyên và cũng là cách để cho mọi người gọi là thân thiện với nhau. Thành ra mình đi trong công viên hay là đi, hay là đi ngoài đường, hay là đi trong cái hẻm của mình. Ngoài đường thì không cần, tại ngoài đường phố có cả trăm ngàn người đi như vậy thì làm sao mình chào hết được. Nhưng ở trong con đường hẻm của mình, các nhà mình mà thấy lang thang có vài đứa thì mình cứ kêu họ là guten tag vậy thôi. Nhưng mà khuất chứ đừng có đi, đừng có nói chuyện bâng quơ với họ nữa. Tại vì nếu mà trình độ các em thích ngoại giao thì hãy nói, còn bình thường thì chắc chắn là mình chào xong mình bỏ đi. Chỉ có điều là cũng nên mở mồm nói một câu là guten tag để mình tạo thiện cảm với người chung quanh của mình. Bây giờ có một câu vits, tức là một cái câu đôi câu tiêu lâm nói chuyện vui cho biết. Thì hồi xưa đã cách đây không lâu, cũng ít là cũng 10 năm hay là 20 năm, khi 25 năm rồi, cái thời đó giữa Đông Đức và Đức vẫn còn ngăn cách với nhau. Thì có một ông thủ tướng người Đức, hay là cái bà thủ tướng người Đức gì đó quên mất rồi, bà nói là Mỹ là unser Bruder, Mỹ tức là cái nước Mỹ là unser Bruder, biết không? Thì lúc đó họ mới buồn cười, báo chí mới mới truyền nhau mồm ép, mới dân chúng mới truyền nhau tại sao gọi gọi Mỹ là unser Bruder, phải nói là unser Freunde mới đúng chứ, tại sao lại gọi là Bruder được. Thì họ sau khi hỏi hỏi xong tại sao có sự phân biệt đó thì họ nói là Bruder đó, Freund đó thì có ngày mình bỏ mình đi giãn tù, còn Bruder đó thì coi như là Blut phải van sáp thì lúc nào cũng là Bruder hết chứ đâu thể nào có, đâu có ngày, đâu có như người Việt Nam lúc nào là đâm chém nó hay đuổi nó khỏi nhà được. Freud thì mình có thể hận thù được và có thể gọi là tách, không thèm chơi với họ được và sẵn sàng gọi là dứt khoát. Còn Bruder thì khó dứt khoát lắm, cho nên Freud đó, thì bỏ nhau được, Bruder thì coi như là suốt đời rồi, đâu có cách nào làm chuyện đó được. Bây giờ mình bắt đầu vào một cái buổi đàm thoại nói chuyện khi mà một gia đình nhận một người Besucher, tức là một người khách tới tới thăm. Thì chúng ta hãy tưởng tượng Minh và Thúy từ Việt Nam sang đây đi du học và có quen một số gia đình và người ta cảm thấy rất là thân thiện và trở thành bạn bè với nhau, tức là Freunde với nhau. Thì hôm nay Minh đến thăm cái gia đình ông bà Müller. Đó. Thì câu việc xảy ra như thế nào các em nghe sau đây nghe. Also, jemand klingt an der Tür und Frau Müller öffnet die Tür. Jemand tức là có một người nào đó. Jemand klingen, klingen ta bấm chuông đúng không? Jemand klingen an der Tür, Frau Müller öffnet die Tür. Đó. Thì trong này có những chữ mà mình để ý klingen đó, là một động từ mà tận cùng bằng ELN, thì chứ không phải là động từ của Đức thường thường là tận cùng bằng EN, biết không? Nhưng mà kỳ này cái động từ này tận cùng bằng ELN, và cũng như đó, thì khi mà mình chia nó ra như vậy đó, thì mình phải giữ chữ L lại, tại vì nguyên do chính đáng lẽ nó phải là N lần, đúng không? Nhưng mà họ thấy đọc khó quá, thành ra tiếng Đức họ bỏ bớt chữ chứ đi, thành ra chỉ còn cái Klingeln thì mình chia như bình thường. Đó. Jemand klingelt an der Tür, Frau Müller öffnet die Tür. Cái động từ öffnen này đó, öffnen. Đó. Thì khi mình chia ra ngôi thứ ba phải là öffnet, đúng không? Đó. Tức là jemand klingelt an der Tür, Frau Müller öffnet die Tür.
Tự nhiên rồi, Offnet mở cửa đó. Da ist der Briefträger, da ist der Briefträger. Briefträger là người đưa thư, chứ do động từ, do chữ brief là lá thư, träger là mang theo, cái người mang theo. Đó. Thì da ist der Briefträger. Er gibt Frau Müller einen Brief. Er, tức là der, cái này là personal pronomen, nó đại diện cho Briefträger. Er gibt Frau Müller einen Brief. À, tức là có một cái brief đưa cho bà Müller. Da fragt sie ihn, tức là ihn, tức là Briefträger đó nghe. Da fragt sie ihn, tức là bà sie này, tức là bà Müller. Personal pronomen cho bà Müller. Ihn là personal pronomen cho Briefträger. Thành ra mới nói là da fragt sie ihn. Vậy sie là subject, ihn là accusative. Da fragt sie ihn, ist es ein Einschreiben? Ist es ein Einschreiben? Einschreiben. Einschreiben á, có nghĩa rằng là bảo đảm. Một lá thư người ta gửi bảo đảm. Thì các em hãy nói là Einschreiben. Ở bên này á, thư bảo đảm nó chia làm ba loại. Một loại là họ tới, họ quẳng vào trong đó và họ, cái người đưa thư họ quẳng vào thùng thơ và họ ghi chép bằng là tôi chứng nhận đã quăng lá thơ này vào trong thùng thơ. Còn một loại nữa gọi là cũng quăng vào thùng thơ nhưng có số, có mật mã để bảo rằng là có thể theo dõi trên mạng được là lá thư đã tới tay chưa. Còn cái kia thì không có. Và loại thứ ba đó là cũng là bảo đảm nhưng mà yêu cầu phải có chữ ký của người nhận. Đó, ba loại, ba giá tiền khác nhau. Nó có tên cũng khác nhau. Thì da fragt sie ihn, ist es ein Einschreiben? Nein, es ist ein Einzustellungsbrief. Einzustellungsbrief, ai có nghĩa là khoảnh khóa tốc, ai lần tức ai là khóa tốc, Zustellung tức đem phát, brief là lá thư, tức là có nghĩa lá thư được phát hỏa tốc, lá thư nhanh ạ. Nói tóm lại là mà lá thư hỏa tốc hay lá thư nhanh. Da fragt sie ihn, ist es ein Einschreiben? Nein, es ist ein Einzustellungsbrief. Tức là ông Briefträger cũng đem một cái lá thư nhanh, khẩn, lá thư khẩn tới. Also, das ist kein normaler Brief, tức là không phải một lá thư bình thường. À, các em thấy không? Thì như vậy, da fragt sie ihn, ist es ein Einschreiben? Nein, es ist ein Einzustellungsbrief. Also kein normaler Brief. Also sie nimmt, sie tức là Frau Müller đó nghe. Sie nimmt, cho động từ nehmen mà ra, sie nimmt tức là cầm lấy, sie nimmt den Brief und geht dann ins Wohnzimmer zurück. Wohnzimmer tức là phòng khách. Thì zurück gehen tức là đi về. Thì họ mở cửa lấy thư xong đi vào. Thì đương nhiên, sie nimmt den Brief. Đó, các em vừa đọc thì vừa hiểu theo tiếng tiếng Việt nhưng mà thực sự nó là tiếng Đức, tức là sie nimmt den Brief, có nghĩa là, thì các em có hiểu sie nimmt den Brief có nghĩa là đã nhận được lá thư, nhưng mà các em bỏ tiếng Việt thì các em cứ nhớ sie nimmt den Brief là nó có tâm hồn hơn, và lúc đó phải hiểu bằng tiếng Đức luôn, tức là học tiếng Đức thì phải hiểu bằng tiếng Đức chứ không hiểu bằng tiếng Việt nữa. Tức là sie nimmt den Brief là sie nimmt den Brief. Đó. Chứ không phải là nghĩ trong đầu chờ chờ để tôi dịch sang tiếng Việt là cái gì. Tại vì sie nimmt Brief có nghĩa là tôi cầm lá thơ, hay là cô ta cầm lá thơ, thì mình chẳng cần biết cô ta, mà mình chỉ biết là sie nimmt den Brief vậy thôi. Und geht dann ins Wohnzimmer zurück. Đó. Thì cũng đúng như vậy. Nếu các em hiểu tiếng Đức thì em chỉ nghe một cái là em biết und geht dann ins Wohnzimmer zurück, hoặc là in das Wohnzimmer zurück là như vậy. Chứ không phải trong đầu lại phải chờ một tí để tôi dịch ra tiếng Việt là bà ấy đi trở về lại phòng khách, thì như vậy lại là chưa phải là học tiếng Đức, mà chỉ là một người, một cái bộ máy phiên dịch trong đầu tiếng Đức và tiếng Việt thôi, chứ chưa phải là hiểu toàn bộ tiếng Đức hay là xâm nhập được cái tâm hồn tiếng Đức. Cho nên các em lặp lại, các em nên nhớ sie nimmt den Brief und geht dann ins Wohnzimmer zurück, tức là phải hiểu như vậy.
sie nimmt den Brief und geht in das Zimmer, in das Wohnzimmer zurück. Sie nimmt den Brief und geht in das Wohnzimmer zurück. Nó là như vậy. Đúng không? Bây giờ nếu mà thầy nói sie nimmt den Brief und geht in das Zimmer, Wohnzimmer zurück, là các em không cần biết nói tiếng Việt là gì, chỉ biết tiếng Đức nó là như vậy và nghĩa là như vậy. Ihr Mann, tức là chồng cô ta, ông Müller, Ihr Mann Herr Müller sitzt noch am Schreibtisch, tức là vẫn còn ngồi trên bàn viết, tức là sitzt noch am Schreibtisch, tức là Herr Müller sitzt noch am Schreibtisch und arbeitet fleißig. Arbeiten tức là làm việc, fleißig là chăm chỉ. Thì các em cứ nhớ fleißig là fleißig. Đó. Thì muốn hiểu, muốn nhớ cái đó thì fleißig hay tức là một hình thức là chăm chú làm việc, hay tưởng tượng cái ông đó ngồi chăm chú làm việc kỹ lưỡng thì mình gọi ông ta làm việc một fleißig. Khi mà chữ fleißig đừng có nghĩ nó là chăm chỉ, mà hãy tưởng tượng ông ấy đang ngồi viết lách gì đó rất là chăm chú thì gọi là fleißig. Đó thì đó mới là mình học, không có, mình học thì mình hình dung ra được cái đó, chứ không phải là mình học rồi mình chưa bằng cách dịch ra tiếng Việt. Cho nên khi mà nói một câu Ihr Mann Herr Müller sitzt noch am Schreibtisch und arbeitet fleißig thì các em hãy nhớ trong đầu, à ông ta, hãy tưởng tượng ra thôi là ông ta đang ngồi trên bàn và viết nó chăm chỉ đó. Thì như vậy thầy cũng vậy, thầy nghe đọc cái câu Ihr Mann Herr Müller sitzt noch am Schreibtisch und arbeitet fleißig thì tự nhiên thầy cũng biết đó là không phải tiếng Việt, đó là tiếng Đức. Ihr Mann Herr Müller sitzt noch am Schreibtisch und arbeitet fleißig, nhá. Là đầu thầy tưởng tượng ra ngay ông Herr Mann đang ngồi trên bàn và đang viết lách gì đó, mình không biết, chỉ biết là ông đang chăm chú vậy thôi. Tức là Ihr Mann Herr Müller sitzt noch am Schreibtisch und arbeitet fleißig. Thì lúc đó mới ông bà, cái bà Müller vào đấy, mein lieber Mann là một cái câu gọi là như đầu môi chót lưỡi, tức là có nhiều người thì không có ai nữa. Là ôm sùm thì nó my lieber Gott, Gott tức là Chúa ơi, tức là họ hét lên à, Chúa ơi. Nhưng mà cái tại vì đây là nói chuyện với ông xã ông, thì ra bà mới nói là my lieber Mann, tại vì có người đó mình khi mình nói chuyện người ta đó thì mình nói my lieber Mann, hay là mình nói là Frau, my lieber Frau. Nhưng khi mà mình nói trống không, không có ai là người mục đích của mình thì họ hay nói là my lieber Gott, tức là lieber Gott, my Gott, my lieber Gott, có nghĩa là không có nhắm vào người nào cả. Nhưng đây mình, bà này bà nhắm thẳng vào chồng bà được đấy, my lieber Mann, he is ein Einzustellung Brief, tức là ông xã ơi, đây là một lá thư khẩn hỏa tốc á. Also my lieber Mann, he is ein Einzustellung Brief. Ông kia mới nói, ach ja, tức là, à như vậy hả, ach ja, zeig mal, đưa xem thử coi. Đó. Khi mà nghe câu này, các em tưởng tượng, nghe ông ta, bà đã phải đi vào phòng, bà mới nói, ờ, ông xã, đây nè, lá thư, khẩn hỏa tốc, my lieber Mann, he is ein Einzustellung Brief. Ông kia mới nói, vậy hả, ach ja, zeig mal, xem, đưa đây xem, ha, thấy chưa? Tâm hồn nó nằm ở trong cái câu nói, my lieber Mann, he is ein Einzustellung Brief. Ach ja, zeig mal. Các em nói chuyện là phải như vậy, không? Tức là nó có một tâm hồn trong đó. My lieber Mann, he is ein Einzustellung Brief. Ach ja, zeig mal. Herr Müller, tức là ông xã đó, öffnet den Brief und liest in Ruhe. Thường thường ở bên Đức cũng vậy, họ dùng cái chữ in Ruhe, tức là trong yên lặng đọc cái đó. Cho nên Herr Müller öffnet den Brief und liest ihn in Ruhe, tức là thầy không dịch cái tiếng Việt nữa. Herr Müller öffnet den Brief und liest in Ruhe, nhé. Dann sagt er, also dann sagt, các em nên nhớ nha, chữ dann này cũng là một cách là nối câu hay làm cho câu văn nó phong phú hơn. Cho nên các em nên sử dụng những liên từ, đây là một loại liên từ, tức là Binderwort. Để nối những câu. Dann sagt er, tức là er liest in Ruhe, dann sagt er. Đó. Cái chỗ này gọi là dấu phẩy mới đúng. Also dann sagt er, heute bekommen wir Besuch. Tức là ông đọc lá thư xong mới nói, heute bekommen wir Besuch.
Unsere Freund Ming fährt nach Berlin. Unterbricht seine Reise hier und besucht uns. Unser Freund Ming, tức là người bạn mới quen người Việt Nam tên là Minh đó, fährt nach Berlin. Minh fährt lên fährt nach Berlin. Unterbrechen, tức là unterbricht, tức là ngưng, ngừng, ngừng lại đây, hay là dứt khoảng ngay đây, có nghĩa là unterbricht seine Reise, tức là đã ngưng, dứt khoảng cái chuyến đi Reise, unterbricht seine Reise, unterbrechen là ngứt, ngắt khoảng những cái gì đó. Thì mình kêu là unterbrechen, tức là unterbricht seine Reise hier und besucht uns. Tức là các em hiểu, tức là Minh fährt nach Berlin, unterbricht seine Reise und besucht Frau Müller oder Familie Müller. Đó là hiểu là như vậy. Minh fährt nach Berlin, unterbricht seine Reise und besucht Familie Müller. Dann sagt weiter, đây có nghĩa là ông Müller đó nha. Dann sagt weiter, schon 15 Uhr 30. Kommt sein Zug an, also ankommen có nghĩa là sẽ tới đó. Thì như vậy là dann sagt weiter, schon 15 Uhr 30 kommt der sein Zug an. Schon 15 Uhr 30 kommt sein Zug an. Ông đều nói ngay cái thời gian, ngay lúc ngay vào đầu đã nói câu thứ schon 15 Uhr 30, có nghĩa ông nhấn mạnh rằng là thời gian đã tới rồi. Schon 15:30 kommt sein Zug an. Chứ bình thường nếu mà mình nói sein Zug kommt schon 15:30 an thì lại nói là xe đã tới rồi. Mà cái giờ thì không quan trọng, như đây thì họ lại nhấn mạnh câu là schon 15:30 kommt sein Zug an. Ups, ups, vậy hả? Ups. Có nhiều chữ để diễn tả chữ vậy hả? Ví dụ ach ja cũng là một cái một như vậy hả, hay là oops nha. Yeah. Oops. Das ist ja gleich da. Tức là dann ist gleich da, gleich tức là sắp tới, sofort đó. Dann ist gleich da. Ist meine Band. Band hay là gleich nó khác nhau, mà thứ Band tức là không còn bao lâu nữa, nhưng mà gleich tức là sofort, tức là ngay tức khắc đó. Ups, dann ist ja gleich da. Ist meine Band da. Ich koche schnell Kaffee, nhé. Also, thì đọc lại một lần nữa các bài này nghe. Jemand klingelt an der Tür, Frau Müller öffnet die Tür, da ist der Briefträger, gibt Frau Müller einen Brief, da fragt sie ihn, ist es ein Einschreiben? Nein, es ist ein Einzustellungsbrief, also kein normaler Brief. Sie nimmt den Brief und geht in das Zimmer, Wohnzimmer zurück, ihr Mann Herr Müller sitzt noch am Schreibtisch und arbeitet fleißig. Mein lieber Mann, hier ist ein Einzustellungsbrief. Ach ja, zeigt man. Herr Müller öffnet den Brief und liest in Ruhe. Dann sagt heute bekommen wir Besuch. Unser Freund Ming fährt nach Berlin, unterbricht seine Reise hier und besucht uns. Dann sagt weiter, schon 15.30 Uhr kommt sein Zug an. Ups, dann ist das ja gleich. Ja, da ist meine Bahn da. Ich koche schnell Kaffee. Các em cần thiết các em tua ngược lại đọc nghe lần nữa nha. Và Kaffee kuchen und für Besuch, đương nhiên ở bên Đức này đó, khi mà khách tới đó là thường thường có cà phê với kuchen. Đó là ấy, các em muốn uống trà thì đôi khi họ cũng không có, nhưng mà có thì họ chỉ có trà, gói trà, họ uống nước sôi thôi. Cà phê thì cà phê kuchen như đó. Kuchen thì cũng rất là nguy hiểm, tại vì họ ăn rất là ngọt. Đôi khi người Việt Nam mình chịu không nổi, tại vì khi mà ăn ngọt như vậy đó, thì cái đường trong máu nó tăng lên, và mình cũng cảm thấy là tương đối là biết ngay là mình cái đường nó tăng lên, cơ thể mình nó tác động ngay. Also, Kaffee, cái này á, mình đọc là Kaffee, thực sự nó không phải là Kaffee mà là Kaffee. Và tại có hai chữ F, thành ra các em phải đọc là Kaffee chứ không phải là Kaffee. Kaffee là tiếng Việt, nhưng mà họ người nghe thì họ hiểu, nhưng mà muốn đọc chính xác đúng thì phải là Kaffee. Kaffee nhé.
Frau Müller geht in die Küche und sagt, als Küche là cái bếp đó nhỉ. Frau Müller geht in die Küche und sagt, Jürgen, holst du Kuchen? Also Kuchen. Ja, ich gehe gleich. Gleich cũng giống như lúc nãy là đi ngay bây giờ đó. Also Frau Müller geht in die Küche und sagt, Jürgen, holst du Kuchen? Ja, ich gehe gleich. Thì khi mà các em ra thi đó, người ta các em người ta hỏi các em hãy kể lại cái diễn tiến của một ấy thì các em cứ cứ nói y như vậy, tức là kể từ nãy tới giờ đó là from Müller, bây giờ tới khúc là from Müller geht in die Küche und sagt Jürgen holst du Kuchen? Ja, ich gehe gleich. Also Herr Müller hilft seiner Frau und kauft Kuchen. Tức là Herr Müller hilft Frau, seine Frau und kauft Kuchen, kauft đi mua Kuchen nhé. Tại ngày xưa đó thì người đàn bà Đức họ giỏi lắm, họ làm việc nội trợ rất là hay, họ nấu nướng rất là ngon, họ làm bánh ngọt, họ lau nhà sạch sẽ vô cùng. Nhưng từ ngày gọi là từ ngày mà là tân tiến lên gọi là giải phóng phụ nữ lên thì mấy người phụ nữ họ không thích ở nhà nữa mà họ đi làm kiếm tiền. Và như vậy á, không có thời giờ để mà chăm sóc gia đình, thành ra họ hay đặt đi mua cho tiện. Cái thời gian đi mua nó rẻ hơn là cái thời gian ngồi làm cái đó. Cho nên cái chiều hướng bây giờ nó càng ngày tất cả những món ăn cái gì đều là trở thành kỹ nghệ hóa, và những người phụ nữ Đức càng ngày càng giả, càng dỏm, không biết nấu nướng là gì cả. Gọi là nấu những món sơ sài thì mình không nói làm gì nghe, nhưng bỏ công sức ra để làm bánh ngọt hay là nấu những món ăn đặc sản thì coi như là mình quên đi, không có cái họ rủ nhau ra tiệm ăn là tốt nhất, đỡ phải rửa chén, đỡ phải nấu nướng, và không khí ở ngoài đó nó có đắt hơn một tí xíu, nhưng mà một khách khứa nữa mà hết giờ thì cứ mạnh ai người đó về, chứ không có vào trong nhà mình, trong nhà vào nhà mình là chỉ ngồi tiếp xúc, nhưng mà đến lúc giờ ăn là ok đi ra ngoài ăn. Also Frau Müller geht in die Küche und sagt, Jürgen, holst du Kuchen? Ja, ich gehe gleich. Herr Müller hilft seiner Frau und kauft Kuchen. Tức là một loại kể. Khi các em đi đi thi của em muốn nói như vậy, kể lại. Frau Müller geht in die Küche und sagt, Jürgen, holst du Kuchen? Ja, ich gehe. Und Herr Müller hilft natürlich seiner Frau und kauft Kuchen. Ja? Also jetzt um 16 Uhr kommt der Freund. Also um 15.30 Uhr hat er gesehen, der Brief ist da. Das heißt, der Einzustellung, Brief ist da. Und das ist 16 Uhr, dann kommt der Freund. Das ist Ming. Ja. Ming ist ihr Freund. Also herzlich begrüßt Frau Müller, Frau und Herr Müller ihren Gast Ming. Herzlich, das là nhiệt huyết, nhiệt tâm, tức là begrüßt là chào mừng. Và ông bà Mưu là chào mừng một cách nồng nhiệt khách mình. Herzlich begrüßt Frau und Herr Müller ihren Gast mình. Herzlich begrüßt, mình thấy mình kể lại là chúng ta nồng nhiệt lắm. Herzlich begrüßt Frau und Herr Müller ihren Gast mình. Dann führen Sie ihren Ming, ihren Freund Ming ins Haus. Tức là sau khi ngoài cửa mình begrüßen rồi thì mình mới đưa vào nhà, führen Sie in Haus, tức là dẫn vào nhà. Dann führen Sie Ihren Ming, Ihren Freund Ming ins Haus, nha. Tức là dẫn vào nhà. Đó là cái, tức là mình kể lại nó mà ông ta bà ra ngoài cửa chào mừng nồng nhiệt Ming và dẫn Ming vào nhà. Also herzlich begrüßen Frau und Herr Müller Gast Ming. Und dann führen Sie Ihren Freund ins Haus. Thì nãy giờ thì chúng ta thấy những cái chữ này là những chữ possessive pronomen, tức là sở hữu từ possessive pronomen, mà trong grammatic thầy đã dạy rồi, possessive pronomen nhé, gồm có mine, die, ihr, uns, eure nhé. Thì đây Frau Müller bietet ihrem Gast, cái chữ ihrem Gast này có nghĩa là cũng là possessive pronomen. Frau Müller bietet ihrem Gast Ming Kaffee und Kuchen an. An bieten gọi là mời. An bieten tức là an bieten là mời. Frau Müller bietet
Irmgard Kaffe und Kuchen an. Herr Müller fragt sein Freund, tức là Minh ấy nhỉ. Hey Minh, möchtest du eine Zigarette? Zigarette là thuốc điếu. Cigar là thuốc xì gà, nhưng mà Zigarette tức là thuốc điếu. Thuốc điếu. Thì Minh sagt nein, danke, danke. Ich rauche nicht. Rauchen tức là hút. Ich rauche nicht. Zigaretten schadet meine Gesundheit. Zigaretten làm hại sức khỏe của tôi. Các em nhớ cái này là dative nha. Rồi các em nhớ schaden là đi với dative nha. Tức là Zigaretten schaden meine Gesundheit. Unterhandlung. Unterhandlung là buổi nói chuyện. Tức là khi mà đã đi, các em hãy tưởng tượng khi đã mời Minh được vào trong nhà rồi thì sẽ bắt đầu một cuộc nói chuyện. Hỏi thăm gia thế, hỏi thăm anh em, hỏi thăm gia đình, hỏi thăm công việc. À, thì cái câu chuyện như thế nào thì em mới ngồi mà tưởng tượng ra ha. Also, guten Tag Jürgen, du kommst auch mal nach Berlin. Tức là, du kommst auch mal nach Berlin. Tức là, Jürgen là tên ông, tên bà, ông Müller đó. Thành ra khi mà bà Müller dẫn Minh đi vào phòng gặp cái ông Müller ở trong phòng thì đương nhiên Minh mới nói với ông Müller Guten Tag Jürgen, tức là Du kommst auch mal nach Berlin, tức là có nghĩa là bạn hôm có lần nào bạn lên Berlin chưa, hay là có muốn có lên Berlin không. Guten Tag Freund, du kommst auch mal nach Berlin. Du kommst auch mal nach Berlin. Ich mag gerade mein Praktikum in Berlin und heute Abend fahre ich nach Frankfurt weiter. Tức là ich mache gerade mein Praktikum. Praktikum là một cái thực tập. Tôi đang làm thực tập gerade là chữ nghĩa là đang, biết không? Ich mache gerade mein Praktikum in Berlin. Tôi đang làm thực tập ở Berlin. Và heute Abend là tối nay tôi đi về lại Frankfurt. Ich mache gerne mein Praktikum in Berlin und heute Abend fahre ich nach Frankfurt weiter. Tức là câu đầu tiên để biết. Guten Tag Jürgen, du kommst auch einmal nach Berlin. Ich mache gerade mein Praktikum in Berlin und heute Abend fahre ich nach Frankfurt weiter. Ich mache gerade mein Praktikum in Berlin und heute Abend fahre ich nach Frankfurt weiter. Also, guten Tag Jürgen, du kommst auch mal nach Berlin. Ich mache gerade mein Praktikum in Berlin und heute Abend fahre ich nach Frankfurt weiter. Also, schade. Dann ist dein Besuch sehr kurz. Schade. Dann ist dein Besuch sehr kurz. Là ngắn quá, tức là schade, tiếc quá. Schade. Dann ist dein Besuch sehr kurz. Như vậy là mày thăm tao ngắn quá. Wie geht es deiner Familie? Gia đình khỏe không? Wie geht es deiner Familie? Thực sự ra, thì nghe chứ wie geht es deiner Familie là tự nhiên tự hiểu là người ta hỏi mình khỏe không rồi. Thật ra không phải việc nghĩ nghĩ trong đầu wie geht es deiner Familie. Also schade, das ist dein Besuch ja sehr kurz. Yeah. Danke, sehr gut. Wie geht es deiner Familie? Danke, sehr gut. Wir sind alle gesund. Gesund tức là khỏe đó nha. Wir sind alle gesund, tức là chúng tôi tất cả đều khỏe. Also wir sind alle gesund. Also schade, dann ist dein Besuch sehr kurz. Wie geht es deiner Familie? Danke, sehr gut. Wir sind alle gesund. Mein Bruder studiert jetzt in Darmstadt. Mein Bruder studiert in Darmstadt jetzt. Und deine Schwester, was macht sie? Thảo Vân geht noch, meine Schwester geht noch in die Schule. Ja, meine Schwester geht noch in die Schule. Ja. Ach ja, gehen wir jetzt ins Zimmer? Tức là, ach ja, wir gehen jetzt ins Zimmer. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Du möchtest, cái chữ động từ möchten này là một cách lịch sự là mày, chứ möchten là tôi thích, một cách lịch sự, một cách là xin. Còn wir wollen tức là ich will hay là du willst là tôi đòi. Tôi thích nhưng mà tôi đòi, tức là cái một cái là tôi đòi, tôi muốn, và một cái là tôi thích. Also, ach ja, gehen wir jetzt ins Zimmer. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee.
sehr gerne, vielen Dank. Also du möchtest bestimmt hay, người Đức cũng hay dùng chữ bestimmt này, nghĩa là nhất định, du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Khi mình nhấn mạnh, à chắc chắn nhất định, bestimmt là quả quyết chắc chắn. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee, nhé. Also wir gehen ins Zimmer, also, ach ja, wir gehen ins Zimmer, und du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Và đương nhiên sau cùng một cái buổi tiếp thì tới cái màn Verabschieden, tức là từ chia tay, Verabschieden chia tay nhau. Seine Gastgeber erzählen sehr viel, tức là Jürgen á. Seine Gastgeber Jürgen erzählen mir sehr viel. Cái câu này á, các em nếu mà không phân biệt được cái nào là accusative, cái nào là subject á, thì cái nominative á, thì các em sẽ hiểu lầm ngay. Chữ seinen đây là accusative chứ không phải là subject. Cho nên thoạt đầu mình đọc á, seinen Gastgeber Jürgen erzählt mir, thì mình lại tưởng đâu rằng là Jürgen, tức là gia đình ông Müller đó, erzählt mir, kể chuyện cho mình. Nhưng thực sự đây lại là ngược lại, là mình kể chuyện cho ông Müller, cho cái, tại vì chữ seinen là accusative thì chữ mình nó mới là subject. Cho nên cái tiếng Đức nó rõ ràng ở chỗ đó, nó viết một câu ra thì chia nói rất rõ ràng cái nào là subject và cái nào là accusative. Thì trong trường hợp này á, mình là nominative, còn seinen Gastgeber Jürgen là, cái này là dative thì đúng ra nó là dative, tại vì erzählen cái gì cho ông này, cái này không phải là accusative mà là dative, tức là mình erzählen seinen Gastgeber Jürgen und Müller nhỉ, und Familie Müller, cái này nó viel und die Zeit vergeht sehr schnell vorbei. Người ta cái chữ này thường thường đi đôi với nhau, die Zeit vergeht, tức là thời gian bay như mây, vergeht trôi đi, thời gian trôi đi rất nhanh. Khi mình dùng tới chữ, mình nói thời gian nhanh thì phải dùng chữ vergeht nhé, die Zeit vergeht schnell vorbei. Đó, cho nên là khi mà các em ra, mà gọi ra phòng thư mà muốn nói chuyện để cho người ta biết rằng là các em cũng hiểu tiếng Đức, thì lâu lâu các em nói die Zeit vergeht sehr schnell vorbei, tức là thời gian trôi nhanh quá. Die Zeit vergeht sehr schnell vorbei. Mà khi các em dùng chữ vergeht thì người ta biết rằng là các em có học ở đâu rồi, chứ còn bình thường đâu ai biết rằng là phải dùng chữ vergehen đâu. Cho nên nhớ die Zeit vergeht schnell vorbei. Also seinem Gastgeber Jürgen erzählt mir sehr viel und die Zeit vergeht sehr schnell vorbei. Schließlich là cuối cùng sagt mình mein Zug fährt leider schon. Mein Zug fährt leider, rất tiếc nha, schon um 19 Uhr, tức là tới giờ xe tàu hỏa chạy rồi. Mein Zug fährt leider um 19 Uhr. Wo finde ich mein Taxi? Tôi ở đâu? Tôi có thể tìm thấy một taxi ở đâu? Wo finde ich hier ein Taxi? Herr Müller antwortet, kein Taxi brauchst du. Du brauchst kein Taxi. Ông Müller mới, ông mình nói vô phim để xe anh taxi nhá. Dạ vô phim để xe anh taxi. Phải mưu lỡ anh vót tới cái taxi browse tu. Tu prao cái taxi. Also cái taxi browse tu. Tu prao cái taxi. Wir nehmen unser Auto. Also ông mưu lỡ ông có auto riêng mà. Wir nehmen unser Auto. Es gehört meiner Firma. Gehören, tức là thuộc về meine Firma, tức là cái hãng của tôi, tức là wir nehmen unser Auto, es gehört meiner Firma. Ich fahre schnell in die Stadt, tức là schnell in die Stadt, und du erreichst deinen Zug pünktlich, và erreichen tức là kịp thời á, pünktlich là trúng giờ, erreichen là nhận được hay là tiến tới đó được, erreichen là đến đích, dein Zug pünktlich là đúng giờ đó, pünktlich là chắc chắn, là hợp đúng giờ. Frau Müller gibt ihm gerade die Hand und sagt, also Frau Müller gibt
Ihrem Gast die Hand und sagt, auf Wiedersehen, Ming, hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, ich hoffe auf Wiedersehen. Các em để ý trong này đếm có bao nhiêu cái possessive pronomen. Tại vì cái mục đích của bài này đó tập trung rất nhiều, thầy nãy giờ thầy đọc thì thấy rất nhiều possessive pronomen và nó chia theo accusative, native, nominative đầy đủ hết tất cả. Rồi thầy đọc lại một lần nữa nghe. Verabschieden. Seinem Gastgeben Jürgen erzählt Ming sehr viele und die Zeit vergeht sehr schnell vorbei. Schließlich sagt Ming, mein Zug fährt leider um 19 Uhr. Wo finde ich hier ein Taxi? Herr Müller antwortet, kein Taxi brauchst du, du brauchst kein Taxi. Wir nehmen unser Auto, es gehört meiner Firma. Ich fahre schnell in die Stadt und du erreichst deinen Zug pünktlich. Ja? Frau Müller gibt ihrem Gast die Hand und sagt, auf Wiedersehen, Ming, hoffentlich kommst du bald wieder. Also, ich hoffe es auch, auf Wiedersehen. Ja? Các em đếm nghe có bao nhiêu possessive pronomen trong này. Và bây giờ thì mình mới đưa một cái pháp plan, tức là cái bảng, cái lịch trình đi của mình để ICE trúc, tức là tàu 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 thật nhanh á của Đức. Hiện giờ cái tàu nhanh nhất là tên là tàu ICE. ICE là cái tàu tốc độ của nó nghe đâu cũng khoảng chừng chưa bằng mấy bên Nhật, thì chưa bằng cả bên Trung Quốc đâu, mà là đây khoảng chừng 150, như 120 thôi, chứ chưa có nhanh hơn. Tại vì nhanh hơn quá thì nó gây tiếng ồn to, tiếng ồn cao, thì dân chúng xung quanh họ khiếu nại. Cho nên tốc độ của Đức nó chỉ có 115, 120 là tối đa, chứ không hơn được. Trong khi ở bên Nhật hay là bên Trung Quốc, vấn đề gọi là ý kiến của dân chúng có lẽ không được tôn trọng, thành ra họ chạy 200 km một giờ với một tốc độ thần tốc gọi là khủng khiếp như vậy, thì đương nhiên tốc độ đó nó sẽ gây tiếng ồn không phải là ít đó. Nhưng mà bên Đức này thì dân chúng la quá, không có, họ tôn trọng cái sức khỏe của dân chúng thì họ làm. Còn những nước nào mà sức khỏe của dân chúng coi như là không bằng số tiền lợi nhuận thu nhập được thì họ mặc kệ. Đó. Cái khác biệt giữa 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 người Đức với các nước khác là ở chỗ họ sẵn sàng bỏ cái lợi nhuận để cho dân chúng được sức khỏe, được an toàn. Các em cứ tưởng tượng nếu mà cái khu đó mà người dân bị ảnh hưởng về môi trường thì sức khỏe họ yếu đi, thì họ phát sinh ra là không đi làm được, sức khỏe là phải mua thuốc thang chữa bệnh, và như vậy thời gian đi làm ít, sức khỏe nhiều, như vậy cái hiệu quả về nhân lực nó mất đi rất là nhiều. Cho nên là họ nói là giữ cho dân chúng sức khỏe thì họ có đủ sinh lực để đi làm, và như vậy không có tốn cái, họ đi làm có thu nhập mà lại không có tiền chữa bệnh cho họ, thì như vậy là hai lần lời. Còn trong khi đó mình cho tốc độ chạy thì chỉ có cái hãng đó, nó cái hãng tàu xe điện, xe lửa, tàu hỏa nó kiếm lợi nhuận, nhưng mà dân chúng thì coi như là nằm ở trong tình trạng gọi là coi như là một người nào là một nạn nhân thì đúng hơn, và lãi thì người dân không có lãi. Also, der ICE-Zug fährt um 7:30 Uhr und von Frankfurt Flughafen ab. Abfahren von Frankfurt, ja, tức là abfahren von Frankfurt und kommen in Berlin an. Tức là abfahren von Frankfurt kommen in Berlin an um 12:45 Uhr. Also, das heißt, er fährt 5 Stunden, er braucht, oder er fährt 5 Stunden und 15 Minuten. Er, tức là der Zug đó nghe. Der ICE fährt 5 Stunden und 15 Minuten. Also die, er fährt, das heißt die Fahrt. Also der Zug fährt, nhưng mà die Fahrt, tức là cả hành trình, nó dauert 5 Stunden und 15 Minuten. Also, und in Leipzig hat er 15 Minuten Aufenthalt da, dừng lại. Ở Leipzig thì dừng lại 15 phút. Đây là, tức là cái bảng là như vậy.
tức là thầy là der ICE Zug fährt um 7:30 von Frankfurt Hauptbahnhof an. Hauptbahnhof thì họ viết tắt là HBF, tức là ga chính đó nhỉ. Der ICE Zug fährt um 7:30 von Frankfurt Hauptbahnhof an und kommt um 12:45 in Berlin an. Er fährt 5 Stunden und 15 Minuten. Die Fahrt dauert 5 Stunden und 15 Minuten. Und in Leipzig hat er 15 Minuten Aufenthalt. Và coi như là đến đây là chấm dứt cái bài này. Thầy tóm tắt là cái bài này chú trọng rất nhiều về possessive pronomen và các tình trạng của nó, nominative, accusative và dative. Thì các em đọc cái này, các em lật ngược trở lại, các em tìm xem coi trong nó có bao nhiêu possessive pronomen và bao nhiêu ở trong dative, bao nhiêu là các accusative và bao nhiêu là nominative, để các em ôn lại cái cách sử dụng đúng chính xác về possessive pronomen. Và trong trường hợp này thì đăng cái ói phụ đặt su sáu this videos ở bên nix vergessen like und kommentar zu hinterlassen und weiterleiten diese will an Freunde und Bekannte, also Freunde und Bekannte. Ich sage hier kein Bruder. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Macht gut. Tschüss. Tschüss. Coi như là chào các em nghe. Chúc các em, hẹn các em học lại trong bài kế tiếp. Hy vọng là những cái bài này giúp cho các em tự học được rất là nhiều và các em đủ gọi là tin tưởng bước vào phòng thi và hiểu rõ rất là vấn đề, để sau này khi các em về qua Đức các em sẽ không còn bỡ ngỡ nữa và sẽ có cảm tưởng rằng là những cái gì các em học trên này là đều có ích cả. Chào.